Mời quý vị và các bạn cùng vào bếp với Dũng ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, người dân miền Tây có món ăn thường ngày đó là canh chua cá kho tộ. Mà canh chua thì có gì? Mặt hà, giá, rau thơm, bông su đũa, ngon lắm. Nói về cây bạc hà, Dũng xin trò chuyện với quý vị và các bạn một chút xíu. Cây bạc hà thì miền Trung gọi là môn ngọt, ở ngoài Bắc gọi là dọc mùng. Và ở ngoài Bắc có một cái món ăn rất là ngon, rất là nổi tiếng, món ăn truyền thống của người Bắc luôn, đó là bún bung dọc mùng. Món bún rất là ngon, và nếu có dịp thì quý vị và các bạn ra Bắc thưởng thức nhé. Món bún bung dọc mùng thì nó cũng ngang ngang ngửa với món canh chua cá kho tộ đấy, và hoặc là ếch xào với rau rong bạc hà. Còn hôm nay sẽ là món cũng là bạc hà luôn, nhưng mà không biết là làm cách gì và làm như thế nào, thì Dũng xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng vào bếp gặp anh Dũng nhé. Chào Dũng. Chào anh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một món ăn ăn vừa nhanh vừa đơn giản nữa. Những khi các bà xã vắng mặt ở nhà, chúng ta có thể tự làm món này để chiêu đãi cho mình nữa đó anh. Rồi giờ chúng ta giới thiệu món ăn đi. Nguyên liệu cho món ăn này gồm có, chúng ta cần khoảng 100 gram thịt bò. Thịt bò chúng ta sẽ chọn thịt bò phi lê như thế này đây, và cắt miếng vừa ăn. 200 gram bạc hà chúng ta cũng cắt miếng vừa ăn như thế này luôn. Nửa củ hành tây chúng ta sẽ cắt múi cao. Hai nhánh hành lá chúng ta sẽ cắt khúc. Ngò rí thì chúng ta dùng để trang trí. Một ít tỏi với ớt, thì tỏi thì làm cho món ăn của mình nó sẽ thơm hơn. Ớt thì chúng ta sẽ dùng kèm với lại nước mắm. Ủa Dũng nè, vậy là món này là bò xào bạc hà đúng không? Anh Dũng càng lúc càng lên tay nghề nha, chỉ thấy nguyên liệu rồi đón được món ăn rồi. Đúng rồi, không lẽ nấu canh với bạc hà. Rồi bây giờ chúng ta bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên á, thịt bò thì chúng ta sẽ ướp với lại gia vị trước anh ha. Trước tiên là tỏi chúng ta... chúng ta sẽ bầm nhuyễn, ra. Thay vì chúng ta sẽ đập cho nó dập rồi nhuyễn ở đây thì mình chỉ đè nát thôi, sau đó chúng ta sẽ bầm nhuyễn như thế này đây. Làm như vậy á, củ tỏi mình nó sẽ không văng đi đâu hết anh Dũng. Đúng rồi, bây giờ tỏi xong. Bây giờ chúng ta sẽ ướp thịt bò trước. Ướp thịt bò. Ướp thịt bò với gì đây? Chúng ta sẽ ướp thịt bò với lại hạt nêm từ thịt anh nha. Nêm hả? Dạ. Sau đó thì chúng ta sẽ cho một ít dầu vô cho thịt bò nó mềm đúng không ạ? Đầu tiên á thì chúng ta sẽ ướp thịt bò với hạt nêm từ thịt nè, một ít tiêu nè, với tỏi nè và một ít dầu ăn nữa. Để cho dầu ăn nó giống như là một cái chất lọc rồi đó. Để khi đó chúng ta sẽ ướp nó sẽ đều hơn. Đúng rồi. Tới đó nữa, bạc hà thì chúng ta sẽ cắt miếng vừa ăn như thế này đây. Hành tây á thì chúng ta sẽ cắt muối, muối cao như thế này đây. Hành lá nữa chúng ta cũng sẽ cắt khúc luôn. Anh Dũng xào sơ thịt bò giùm mình nha. Bây giờ có cho dầu vô trước không? Một ít cũng được, nhưng mà hồi nãy mình có một ít dầu rồi. Anh Dũng đưa dầu lại ba cho em. Rồi. Anh Dũng xào thịt bò cho nó vừa chín thôi. Vừa tái chín thôi, đúng rồi. Đừng có cho nó chín quá. Wow, wow. Xào, mai là không văng ra ngoài á. Rồi, vừa thôi anh. Rồi. Đó, xào như vậy là vừa rồi. Tại vì lát nữa đây chúng ta sẽ trộn lẫn tất cả những nguyên liệu lại với nhau. Cho nó chín hẳn đi. Sau đó chúng ta sẽ dùng. Rồi. Chảo bên này á, chúng ta sẽ xào sơ hành tây cho thơm anh nha. Đúng. Chúng ta sẽ xào thêm một lần. Chờ tí nha anh Dũng, chờ cái này cho nó phải nóng lên và nó sôi lên thì lúc đó nó mới thơm. Đúng rồi. Đó, sau đó bây giờ chúng ta sẽ cho bạc hà vào. Bạc hà vào. Dạ. Mà thực ra thì đây là cái món ăn á, bạc hà thì ăn từ nhỏ tới lớn, thịt bò thì cũng ăn từ nhỏ tới lớn, nhưng mà chưa bao giờ kết hợp hai món này lại. Thì bây giờ đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên, thật ra là lần đầu tiên. Và Dũng là nghĩ là người miền Tây cũng chưa bao giờ, cũng hiếm lắm, cũng rất là ít người ăn những món này. Món này xuất phát từ những vùng như là Sóc Trăng, Kiên Giang, họ ăn rất là nhiều. Có không? Có. Ở Dũng ở miền Tây Dũng không biết. Ở cái tay Dũng ở Dũng ở Vĩnh Long đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nêm vào đây một muỗng hạt nêm từ thịt nữa. Một muỗng thôi. Dạ. Mà thực ra thì bạc hà Dũng nè, nếu mà bạc hà chúng ta không làm chín thì nó sẽ bị ăn, nó bị ăn ngứa, nó bị ngứa cổ anh, khó chịu lắm. Nhưng mà nếu mà chín quá thì nó sẽ mềm và nó sẽ teo lại, teo thì lại. Ăn nó lại không ngon. Không ngon, đúng rồi. Khi mà mình xào á, mình xào vừa chín thôi, giống như khi anh nấu canh chua cũng vậy. Đúng. Tất cả những loại rau thì anh nấu canh chín hẳn hết rồi. Sau đó chúng ta cho vào, sau đó chúng ta sẽ để lửa bùng lên cái, chúng ta nhắc xuống thì nó vừa chín từ từ. Đúng rồi. Đó.
như bạc hà là như vậy. Và bạc hà nó lên chui thì chúng ta sắc sắc mỏng mỏng như xíu thì nó sẽ dễ hơn. Dạ. Xào thì chúng ta sắc dày một tí. Đúng rồi. Và cánh này đâu chúng ta khi mà làm bếp á thì thật sự là chúng ta nêm hạt nêm thì nó sẽ đảm bảo hơn, nó không bao giờ bị coi như là bị mặn hết á. Dạ. Thì nếu mà chúng ta cảm thấy nếm mà nó hơi lạt nhạt chút xíu thì chúng ta thêm nửa muỗng nữa, thì đầu cái chúng ta nêm lần nữa thì cái nó vừa ăn đó. Đó là một trong những cái cách mà rất là tiện của những cái loại hạt nêm đó. Chính vì vậy mà hạt nêm mà dành cho đàn ông rất là thích hợp. À. Đúng không? Đặc biệt là dành cho Dũng, ví dụ nấu ăn hả? Ừ. Anh Dũng thấy không, lúc nào cũng vậy, mình nấu rất là đơn giản, chỉ có một loại gia vị nhất, đó chính là hạt nêm từ thịt thôi. Và khi nêm vào thì anh Dũng thấy mình đâu có cần chỉnh sửa gì nhiều đâu. Đúng rồi, đúng không? Tại thịt bò là bản thân của nó đã ngọt rồi, dạ. Nó đã có vị ngọt rất là ngon thơm rồi. À, bây giờ rắc thêm một ít tiêu nữa. Ô, lạ nha. Bây giờ anh Dũng nghe mùi gì chưa? Nghe rồi, nghe rồi. À, anh Dũng cho mượn cái chén trước để mình chuẩn bị một ít nước chấm nhé. Món này chúng ta sẽ ăn kèm với lại nước mắm ớt anh nha. Nước mắm với ớt đúng không? Dạ. Không pha chế gì hết, dạ. Chất. Đúng rồi anh. Và nước mắm anh phải mua loại, kiếm loại nước mắm ngon nữa nha. Ta Vũ là không ăn nước tương được sao? À, tùy, tùy hàng giống như tùy, nhưng mà gì? Món này thì mình ăn với nước mắm. Rồi. Đúng rồi. Lạ quá. Món này rất là lạ. Lần đầu tiên mà bạc hà kết hợp với thịt bò thì ra món rất là ngon như thế này. Dạ. Ừ. À, anh Dũng thấy không? Rồi, mang qua đây. Mang qua đây. Thử nghe chứ. Ừ. Điều quan trọng là bạc hà đừng có xào cho nó chín quá anh ha. Vừa chín tới như thế này thôi, nhưng mà cũng không được xào sống quá. Giống như nãy anh Dũng nói rồi đó, nếu mà xào sống á thì ăn sẽ bị ngứa cổ. Đúng rồi. Mà chín quá thì ăn không ngon. Quý vị và các bạn có thấy không, miếng bạc hà thì không teo cũng không có quá lớn đúng không nào, vừa chín tới rất là ngon. Mà có một điều đặc biệt là Dũng phát hiện ra là với cái món ăn này thì chúng ta ghi điểm 10 là cái chắc luôn, tại vì nấu rất là dễ, nhưng mà khi dọn ra thì cả nhà đều bất ngờ, ủa tại sao mà ông hôm nay biết nấu một món rất là lạ như thế này, thịt bò mà kết hợp với bạc hà thì chưa bao giờ có ai làm nữa các bạn à, nhưng mà rất là ngon, cứ thử xem, Dũng chắc là các bạn sẽ ghi được điểm ngay tại nhà mình. Xin cảm ơn Vũ rất là nhiều về món ăn này, và Dũng thấy là hôm nay là Dũng có dịp để mà giới thiệu đến các ông rồi đó. Xin cảm ơn Vũ. Dạ, xin cảm ơn anh. Các bạn thấy không, rất là tiện lợi phải không nào, nấu ngay tức khắc liền.